Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng giường 4 tay quay Lucas GB8A. Giường có 4 tay quay và tay quay trên cùng dùng để nâng và hạ chân. Em cho xuống bằng đi. Tay quay thứ hai để nâng đầu. Quay thứ ba để nghiêng trái hoặc nghiêng phải. Sau khi nghiêng một bên hạ xuống rồi mới được nghiêng được bên kia. Tay quay thứ tư để sử dụng bô vệ sinh. Dùng chậu ở đầu. Hạ cái chân xuống, chân giường hạ xuống. Giường có 4 bánh xe có thể đẩy đi lại được. Bánh xe thì có chốt hãm, có thể hãm cho giường đứng yên không di chuyển được.